Hôm nay á, anh chỉ cho quý khách á cách gắn cái lo lên cái chân ha. Cái chân á thì mình trước tiên là mình banh ra ba góc gì cho nó cứng lại đi ha, mình lóc lại như này ha. Ok, lóc chỗ này cũng cho cứng rồi, còn dễ cây này nó cây nào chĩa qua để giữ lại. Ok, cái cây nào mình chĩa qua nó được, mình giữ lại. Ok, mình lóc cứng lại hết, đừng để cho nó ngã. Ok, rồi mình để vô. Ok, cái vô mình muốn để đây, mình để đây để sát vô ha. Okay. Bây giờ cái lo đó, trong cái lò á, trong cái chân á nó có miếng sắt này nè. Okay. Có cái miếng sắt như vậy nè. Thì cái miếng sắt này á dưới cái lò, cái đít cái lò nó có hai con ốc, chỗ hai ốc theo ngoài bốn ốc là treo lên tường. Hai con ốc á là mình gắn từ cái stand. Đó, mình dặn hai con ốc rồi ra. Xong mình để cái này vô nó cái rãnh giữa là mình dặn lại giống y chang như cái này nè, mình làm mới làm rồi đó. Làm xong rồi thấy không? Cái này nè. Đó. Mình dặn hai ốc vô đó. Bây giờ chỉ cách là mình dẫn lên thôi. Ok. Rồi mình bỏ lên cái chân thôi, nó dễ lắm, mình đi lên thôi, nhớ cả hàm nha. Đó, đứng lên, đậu lên chân vậy thôi. Sau khi mình trồng lên chân, nó rớt xuống, đó, rớt về là đúng rồi, mình lắp lại, lại. Rồi, chỉ vậy đơn giản vậy thôi. Thì cái tiếp theo chỉ cho quý khách làm gắn opticle. Màu đỏ, mình có cái dây, nó có cái chui nè, nếu có cái chui á, nếu mà muốn dùng chui thì mình dùng chui, còn không muốn thì mình cắt ra ha. Anh chị cắt ra xong rồi lấy cộng đồng á, nhét vô đây, nhét vừa phải nửa inch thôi, anh chị nhét cái lỗ vô đây nè, rồi anh chị dặn lại. Ok, thì nó thay lại. Còn này muốn dùng dây này á thì cũng được, dùng dây này thì mình màu đỏ vô màu đỏ. Ok, nhét vô màu đen vô màu đen ha, màu trắng vô màu đen cũng được. Ok, trắng với đen giống nhau. Rồi cái giọng dây đó bắt đầu á mình mới gắn vô cái amplifier. Mình có hai lo đó, thì á, mình gắn vô phía trên này, từ nào bốn lo thì mình gắn thêm hai cái lo dưới. Ok, anh chị gắn vậy nè. Ok, đỏ vô đỏ, trắng vô trắng ha. Ok, còn cái lo kia cũng vậy, đỏ đỏ, trắng vô trắng. Xong rồi bây giờ á, có nhiều người người ta hát YouTube từ TV xuống á, hát từ trên TV xuống á, thì người ta gắn optical. Thì optical dễ nhất, optical sao đứt cái TV á, mình gắn cái cọng dây này là nó có bóng đèn này, thấy không? Chấm, tại vì mình coi sao đứt cái TV á, nó có cái bóng đèn đỏ. Ok, thì cái bóng đèn đỏ đó mình cắm vô, nhớ nha, nó có cái cửa, khi mình cắm vô á, đúng đầu, cái đầu này ở đầu ngang với đầu cong nè, thấy không? Nó có cong nè, với cái này ngang. Ok, thì nó đúng đầu mình tọc cho cái TV, cái lỗ sau TV thì nó thấy bóng đèn lên vậy, đừng đụng vô cái bóng đèn. Nếu mà đụng vô cái bóng đèn sợ nó hơi hư ha. Thì cái amplifier cũng vậy, mình kiếm cái chỗ á, nó để là optical in nè, thấy không? Cái chỗ này nè, đó. Thì mình để vô đúng đầu á, thì mình tọt vô cái là xong rồi. Ok, chẳng hạn như cái đầu này nè, cái nào đầu ngang nó trên thì đầu cong, tọt vô vậy là xong rồi, thấy không? Optical in. Thì mình chỉ hát YouTube từ TV xuống, mình cần cắm vô cái optical. Ok, còn cái microphone thì dễ lắm, nhớ gắn hai cái antenna vô đây. Ok, vô cái microphone, cái này quan trọng lắm, tại gắn cái antenna vô thì nó mạnh, mình đứng hát xa được. Ok, ở dưới mình có một cái dây cắm vô dây nè ha. Rồi cái còn con dây lại cắm vào sao đứt amplifier cũng được, trong mic one rear mic file. Ok, cắm vô đây cũng được ha. À, thì cắm vô đây chỉ một con dây đủ rồi, thì dây điện cắm vô đây, thì dây điện của amplifier mình cắm vô ha. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình xoay qua thử rồi mình thử. Ok, bây giờ mình khi mình mở on á, ok, mình thích chờ nó, mình mở on, mình hô cái microphone vô cho nó lên. Ok, mình thấy nó chạy không, mình chờ đúng 40 second đó thì mình mới bấm được cái mình, ví dụ mình cắm optical thì mình bấm chữ optical đây thì chỗ này nè ha. Còn nếu mà cái này cái bluetooth, cho bluetooth, nếu mà còn nét cái phone vô, cái iPad vô hay là từ TV xuống mà có bluetooth thì mình dùng này. Ok, nếu mà mình không muốn đi dây á thì mình có thể dùng bluetooth, mình còn nét thẳng từ cái TV vô cái amplifier luôn. Ok, đó nó mới kêu cái kịch á. Bây giờ mình bấm được rồi, bấm optical, thấy không, sẽ nghe tiếng lớn lắm. Ok, tại vì á, cái này á mình có chỉnh trong TV. Ok, cái tiếng này á là cái sound nó khác. Ok, bây giờ á có nhiều người á, có nhiều cái TV á tự động. Ok, nó tự động nó chỉnh, mình không cần phải chỉnh. Ok, nhưng mà đa số TV á mình phải chỉnh. Ok, không thôi nó kêu gì nè, kêu lớn á, phải không? Bây giờ mình muốn chỉnh trong TV cho nó được kêu. Ok, làm cách nào? Vô setting này, chỗ này nè ha, Samsung nó vô setting. Ok, xong rồi mình vô cái phần, ok, sao, ok, TV speaker, ok, bấm vô. Mình có cái TV này nó có bluetooth thì mình connect thẳng vô wifi, mình khỏi cần đi dây cũng được ha, bluetooth nè. Nhưng mà TV này á, mình giờ mình muốn thử optical,
để cho nó hết kêu nè, nó kêu lớn lắm không. Bây giờ đó ốp cây cầu, ok, mình bấm vô ốp cây cầu, nó cũng vẫn còn kêu tại vì chưa đúng, ok, vô lô lại ha. Xong mình chọn ốp cây cầu đây ha, bây giờ mình vô expert setting, ok, mình phải chọn đúng sao của nó, ok. Nhớ quý vị nhớ nha, ok, cái này nè nó để chữ nè digital output audio format thì mình có nhiều TV nó để audio format thôi, ok, là mình chọn á, mình bấm vô mình chọn chữ BCM là nó quốc liền, ok, nó là nó hết kêu rồi, thấy không, bây giờ đó, ok, nhớ là có nhiều TV nó để là audio format thôi ha, có chỗ nào mà nó để audio HDMI có chữ HDMI vô là mình khỏi chỉnh, cái đó là không đúng, mình phải chỉnh là digital audio output audio format, ok, chọn là BCM mới đúng nha, chọn BCM nè ha, thì nó mới ra âm thanh mới đúng được, ok, bây giờ mình thử cho đúng không, mình thử YouTube đi ha, ok, mình thử các bạn cái nào trên YouTube đi, ok, chẳng hạn giống như mình thử bây giờ mình bấm đại một cái gì đi ha, nó sẽ ra tiếng nè. These launches were discovered by US officials. Ok, connect optical thì mình phải bấm optical cái này. Ok, còn nếu mà mình dùng Chromecast hay là Apple TV gì đó, mình cắm HDMI chút xíu hay chỉ cho quý vị cắm HDMI setup cái Chromecast thì chút xíu cái đó cái video khai thứ hai mình sẽ làm cái đó. Ok, mình chọn nếu mà mình cắm HDMI 1 thì bấm đây, còn optical bấm đây ha. Chỉ vậy thôi. Ok. Networks outside the country. Rồi cái video cảm ơn quý vị theo dõi thôi.